bấm chưa? Bây giờ vào hôm nay ngày Chủ nhật, ngày 20 tháng 7. Ngày 20 tháng 7 năm 2024. Trước tiên không biết mình có nên mặc niệm hay là mình chia vui chia buồn bắt trọng đây không biết. Thì nói chuyện không có đề tài, cũng không có chủ ý gì. Chỉ lên cho có mặt để mọi người vui thôi, ở xa. Còn ở gần thì thấy mặt mình chán, nó không muốn gặp. Ở xa thì mong. Nên xưa Chúa Giê-xu phải đi bộ mấy trăm cây số mới nói chuyện ta hiểu. Ở trong cái làng thì đè xuống ký đầu con ông thợ mộc. Thời nay cũng vậy, có Bồ Đề Đạt Ba, có ông Pare, những người phản Chúa thời nào cũng có, như bàn tay nó có trắng và có đen. Thì những ai mà nó gạch ra hai ranh giới, người nào muốn bước bên nào cứ bước. Bên đen á thì dùng chiêu trò bí ổi, sáng họ thức dậy cái tâm của họ sân si cào cấu, họ phải gọi đầu này gọi đầu kia. Còn những đứa mà bên chánh á thì tâm cười tươi hỷ lạc giống như Phật Di Lạc, tâm an bình hồn nhiên tự nhiên, uống Starbucks thì nó hai cái khác nhau chỗ đó. Không cần thiết phải gọi ai để dơ đầu mình, dơ đầu người, dùng đầu óc để làm chuyện ra tiền, có tiền có lý hơn. Thì đó là cách dễ nhận dạng nhất giữa chánh và tà. Còn nói sai sôi thì khó giải thích lắm. Nhưng mà thời nay chỉ có Thượng Đế là duy nhất. Ai mà không biết Thượng Đế, người đó sẽ lọt sổ 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Người nào còn ôm chân Thượng Đế thì người đó là vẫn là con của Phật. Còn người nào bỏ Thượng Đế, bỏ dấu thiên tâm, đó là không có đủ phước. Trong những ngày kế tiếp, tính theo tuần, theo giờ, thì sẽ có những chuyện rất là nó coincident, tức là nó xảy ra rất là cùng một lúc. Cũng giống như ông Trump bị thay vì ngay cái câu đó ông nói, ông đứng vậy đi là nó xiên bằng tan cho khỏe hồng, ông nỉa làm chi á, nó chỉ có ngay lỗ tai. Thì cái đó gọi là khi mà hỏi bề trên á, cái đó nghĩa là gì? Mới nói là cái tiếng động để đánh động lòng người, để đoàn kết giữa chánh và tà. Cái lỗ tai là chảy máu của ông Trâm á, còn giọt máu của ông là giọt máu hòa bình. Cùng một lúc thì bác trọng mình về bên kia thế giới thì cũng chia buồn bác trọng nha. Và ngày hôm nay được biết, bề trên mới cho biết bác trọng đã tái sanh thành ra một thằng Mỹ con đang trong bụng mẹ mới có mấy hình như mấy ngày, nằm ở miền Bắc ít của Mỹ. Chứ mình hỏi rồi sao không xuống địa ngục hay lên thiên đàng đi không nữa. Có công đốt lò đốt củi, mà đốt cũng có lúc đốt đúng đốt không, cho nên cảm thấy ai nái, cho nên cha mới cho là lấy công chuộc tội, đầu thai thành Mỹ con để sau này làm nô lệ cho nước Việt, tại nước Việt sau này làm cường thịnh. Đó là biết về tin tức bác trọng. Tại vì mình là nửa người, nhưng mà nửa không phải là người. Tất cả mọi người ngồi đây suy nghĩ gì kiệt này biết hết. Em trai này hôm nay có chuyện muốn nói thì chút sẽ nói. Nước Việt trong những ngày kế tiếp sẽ rất là nhiều biến động á. Phải lo gạo, lo nước, lo đồ ăn. Mấy ngày mưa liên tục ở miền Tây đúng không? Thì Đức Thầy, hồi nói chuyện Đức Thầy ngày hôm qua, sẽ có tiếng sấm nổ. Thì tiếng sấm nổ nó sẽ trước khi biến động, trước khi biển đông luôn. Có sóng thì thuyền nó mới lật, thuyền lật luôn á. Còn mà còn biến động nó chỉ là hơi nước vô chìm vô đầy thôi, tát tát ra đúng không? Cái này không có tát nữa, sóng lên lớn á thì thuyền lật. Và
hôm nay là lời tuyên bố kiếp này là kiếp cuối cùng của Thái tử Thiên Hoàng. Thượng đế cha cũng đã confirm nhiều lần, kiếp này kiếp cuối của con ở quả địa cầu này. Mẹ cũng nói, mấy anh chị cũng nói, rồi tất cả các chư Phật cũng đều nói cho chuyện này nghe trong thời gian gần đây. Kiếp này kiếp cuối cùng. Tại sao gọi là kiếp cuối cùng? Là vì ngày xưa mà khi xuống quả địa cầu này tạo thiên lập địa, thì Thiên Tấn Kiệt là người làm chuyện đó, đã làm qua mấy chục nghìn năm và đã rời khỏi thiên đình đúng 3 ngày 3 đêm. Nhưng mà quả địa cầu đã xoay mấy chục nghìn năm, từ thời Thần Nông cho tới Huỳnh Đế, rồi dài dài cho tới Lạc Long Quân Âu Cơ, rồi tới Hùng Dương, làm vua Hùng Dương 3 lần, Đại Đế Khmer. Những cái lãnh thổ hồi xưa quả địa cầu này còn hoang sơ, mẹ cha cho Kiệt xuống, người con trai duy nhất mà được Ngọc Hoàng Thượng Đế thương mến và hội đồng chư Phật tin tưởng mà gửi xuống đây để mà lập đạo. Khi cái đạo Thiên Tâm ra đời thì sau này nhân loại sẽ không còn những người xấu nữa, không còn những cái người biết nói láo nữa. Tại vì người ta thích nói nghe những cái lời ngon, lời ngọt, người ta chạy theo màu sắc. Sau này đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất tất cả các đạo, vì tất cả các đạo đa số bề trên nói đều do các nguyên thần của Thái tử Thiên Nhãn lập ra. Hôm nay cái xác phàm ngồi đây chỉ có 1% cái nguyên thần thôi. Những 2 tuần trước nguyên thần có về thì ngày lúc đó sư phụ không có ngủ được 2 ngày, cũng chả ăn được miếng nào, chỉ khát nước rồi uống hơi thôi, nhưng mà nó rất là mạnh khỏe. Và ban đêm á, ngủ không được thì làm gì, ngồi thiền. Mà thiền á thì đi vòng vòng trong nhà, cái nhìn lên cái giường thấy con rồng nằm đó. Rồng trắng nằm há hồng nè. Thì cái những lúc nguyên thần nó về chứ không có ngủ được, tại cái energy nó mạnh lắm, sức khỏe cho phụ mạnh hơn người thường gấp 5-7 lần á, từ mới sinh ra tới ngày hôm nay cũng vậy. Có thể gọi là Popeye là gọi Superman á. Superman thì quá đáng đúng không? Cho nên một mình những năm đầu mà mua cái núi này á, rất là cực khổ. Những cái cục đá mà tất cả các người mà đi á, một cục đó 50 pound á, mà bưng á, bưng để lót cho đó. Rồi trồng cây, làm đổ xi măng. Nhiều lúc tới 2-3 giờ xi măng nó khô mình mới được đi ăn á, đói. Xây cái núi này không phải người thường xây được, bảo đảm luôn, chấp luôn á, cho nó có tiền gấp đôi luôn á. Nó phải có cái điển để mà mấy chỉ đặt đầu. Lúc đang mang tượng tổ lên, tượng Phật bên này, tổ ơi con không biết đặt tổ về hướng nào, cái ngồi xuống ngồi thiền cái tổ mình có cái lực gọi là thù, có những cái thần thông thiên nhãn thông, thiên nhĩ, thiên cảm thông và có những ứng thông. Thì lúc đó ngồi xuống cái sư tổ mới nói ta ngày xưa đi về hướng nào thì con cứ đặt đi về hướng đó. Lúc đó quán hồn là hướng đó, chứ hồi xưa mình cứ nghĩ là Phật một hướng phải không. Cho nên cuối cùng mấy con nhìn thấy tổ nhìn ngược lại là đi về hướng đông á. Tại lúc mà quả chiếc giày á đi về Ấn Độ, từ bên Tàu đi Ấn Độ. Cho nên những cái tượng đặt đều là những vị này chỉ đặt, chứ không phải muốn đặt sao mà đặt. Qua mấy chục nghìn năm từ thời Cơ Phát, Phong Thần Mộc lúc đó thừa đóng vai là Cơ Phát diệt Chủ Dương. Nó giống như thời nay là Đảng Cộng sản, năm cái ác thì những người ác vậy đó, diệt Đắc Kỷ ho gà đó, chồm chín đuôi. Thì hôm nay những cái nhân vật mà Phong Thần 1 á, nó trở lại thời nay Phong Thần 2,
Nhưng mà phong thần 2 nó khác hơn phong thần 1 thì với cái thời hiện đại. Cho nên những người thời xưa hôm nay mặc áo sơ mi quần tây đen, không có mặc rùm rà phải không, tóc phải chải ngắn rồi lại không, mang kiếm nữa rất là nhiều. Và họ đang nằm ẩn ở nước Việt và đang chờ sư phụ về bản. Nghe thì nó hơi thần thoại, tại những người mà không hiểu về tâm linh, mà không có bận rộn với tiền bạc, bận rộn với công việc làm, với cơm nước gia đình, củ hành, củ tỏi, rồi vân vân, họ không có để ý. Nhưng mà tất cả những diễn biến, họ cần một điều phải để ý. Điều thứ nhất, đó là thiên tai địa chấn toàn cầu, và cả sa mạc của Ả Rập Saudi cũng bị cát á, nó thành nước. Thứ hai, bệnh Covid, và biết bao nhiêu bệnh lạ ra, rồi bệnh con này con kia bị chết, con bò, con vịt, con gà. Rồi kế tiếp là kinh tế, chưa bao giờ mình thấy những quán xá ế ẩm như thời nay, chợ Bến Thành ế nữa. Sài Gòn là náo nhiệt đúng không, Hòn Ngọc Viễn Đông, đó là kinh tế. Rồi chưa bao giờ thấy một cái thế giới hỗn độn, không ai nói chuyện ai nghe. Cả Âu Châu, NATO, Mỹ nghe, thằng Ukraine, rồi thêm đám Hamas với Do Thái, rồi Biển Đen, rồi bây giờ Trung Cộng sắp sửa súng đã lên nòng, nó chỉ cần nổ thôi. Và cũng một cái, mình là người Việt, hôm nay tại sao nước Việt lại có đại đại phước, có thiên tử đầu thai thành người Việt và đang nói tiếng Việt? Là vì nước Việt sau này là nước trung tâm của thế giới, là cường quốc thế giới, và có cái đạo là con trời khai thiên. Tại sao con trời khai thiên? Nó giống như một cái móc nối từ đầu này tới móc nối đầu này. Ngày xưa, lúc mà ngày đầu tiên mà ngồi thiền trên thiên đình đó, là lúc đó xuống thế gian, thù đóng vai là thần nông Quỳnh Đế. Thì ngày đó dạy cho nhân loại cách trồng trọt, rồi thức ăn, rồi cách sinh sống, sinh hoạt, rồi những cái tổ chức lớn nhỏ theo hệ thống và những cái tôn ti trật tự của thế gian, để mà mục đích mang cái thân người chịu đói, chịu lạnh, chịu khổ, để mà tu tập, để thăng tiến về thần hồn. Đó là mục đích. Cho tới ngày hôm nay, con người khôn hơn, nhân loại khôn hơn, thì thái tử phải trở về là nhiệm vụ xong. Tức là ngày xưa là mở, hôm nay là đóng. Đóng cuốn sổ lại, là thời thượng quân thánh đức, thượng thượng quân. Có người sau này sống chung với người thành tinh, và họ sẽ sóc trang hoài chúng ta và dạy chúng ta những cái khôn hơn ở ngoài vũ trụ. Chỉ có người không có thể nào vì một cái hòn đảo, không có thể nào vì một cái ống ga nguyên liệu, không có thể nào vì một chuyện nhỏ mà sân lên rồi đem vũ khí tàu ngầm hạt nhân, rồi đem vỏ tiễn máy bay đến để mà hù dọa nhau rần trời được. Không có thể nào một nước lớn khổng lồ như Nga mà xâm chiếm một nước nhỏ xíu để cho màn trời chiếu đất, mà đánh hoài đánh không thắng. Đó là cơ trời chiến tranh. Không có thể nào một nước này lo một cái hòn đảo, đâu có lý do gì mà Trung Cộng chỉ vì cái hòn đảo mà hôm nay là thân bại danh liệt. Y như Trung Cộng, không y như là Nga luôn, cũng thân bại danh liệt. Trung Cộng sẽ vì cái hòn đảo Đài Loan, cũng vì cái lưỡi bò bị cắt đứt, sẽ là thân bại danh liệt. Và từ đó về sau sẽ không còn ai dám, gọi là dám gì phải không, dám khinh khi hay là chửi cha của ta nữa. Cha ta là Thượng Đế, và phải biết tôn trọng tất cả những gì chúng ta làm hàng ngày. Đời sống chúng ta có áo chúng ta mặc, cơm chúng ta ăn, công việc làm chúng ta có, không khí chúng ta thở, đều là do bàn tay của cha ta là Thượng Đế tạo ra. Tại sao những cái thời đến lúc mà quỷ đỏ nó muốn nhuộm quả địa cầu, hỡi hình ảnh của Thượng Đế, hỡi lon sữa bò, là nó đều dục bỏ hết? Có phải vô lý không? Mình nhận giặc làm cha, cha thật sự của chúng ta lại không nhận, mà đi nhận giặc làm cha, thì một điều nó nghịch lý. Thì từ đó cho tới ngày hôm nay, đạo Thiên Tâm ra đời
chỉ tiên dương thượng đế. Học thì học Phật để có biết được nghiệp quả. Đó là cuốn kinh Thiên Tâm. Hôm nay ai mà có đại phước đọc được kinh Thiên Tâm và mang dấu Thiên Tâm thì 10 chết 7, còn 3 người đó sẽ lọt vô số 3. Còn nếu mà ai mà không đọc kinh Thiên Tâm, không có mang dấu hiệu Thiên Tâm, người đó sẽ lọt vào phần số 7. Vì tiên cơ 5 năm nay Thiên Tấn Kiệt này nhận lệnh trời xuống để nói chuyện, chúng 95%. Coi lại từ cái clip số 1 cho tới hôm nay là 310 đi, cả chuyện của ông Trâm. Nếu mà biết là có thiên tử nói gì chúng đó, biết được chuyện quá khứ vị lai thì tại sao không biết sợ? Mình biết được thiên cơ thì mình nắm lấy cơ trời, biết được cơ trời mình vận dụng thời cơ, biết thời cơ thì mình lập cơ đồ cho bản thân mình, cho gia đình mình, cho dân tộc mình và cho con cháu mình để được giàu có và có danh, có chức, có quyền để mà cứu dân độ thế. Tại sao không nghe? Kiệt này chưa sinh nay xu nào, lập núi tốn mấy chục triệu, ngày hôm nay cực khổ hồi nãy có nói sơ, cũng chưa bao giờ sinh nay xu nào. Giữa chánh và tà nhìn rất là rõ. Là tự vì tất cả chúng sanh các người chấp tướng, chấp đủ thứ hết. Ở trên trời ta là thập nhị thiên hoàng, con trai út của Ngọc Hoàng Thượng Đế, rất là đẹp trai. Thường cha xuống cha khen là con ngoan của ta, khôi ngô tướng tú, sư phụ là đẹp trai nhất trong tất cả 12 vị huynh đệ. Thì khi mang thân phàm thì nó cũng gần tương tự, nên nhớ cái xác của mình và cái nguyên thần của mình nó giống nhau. Cái tánh trên trời sao cái tánh như vậy? Trên trời sư phụ rất là nhiều chuyện, thế mà nghe trái đất á, mà có chuyện thì sư phụ lại khóc xin cha. Thì từ đó mới có câu chuyện là Minh Dương khóc xin Ngọc Hoàng đừng có xóa sổ qua địa cầu này. Đó chính là ta. Nhưng mà khi xuống đây rồi thì nó rất là nhiều chuyện phủ phàng dễ trời. Nó không phải dễ đâu. Mẹ cũng thường khuyên mỗi ngày. Ngày hôm kia sư phụ vấn an mẹ, mẹ có khuyên. Ngày xưa còn ở thiên đình, con cũng đã biết chúng sanh nó vô minh u mê, cho nên con mới xuống đây để mà cứu họ. Thì con đừng có than trách, gán làm đi, gán nhẫn nại. Thì sư phụ chỉ biết như vậy. Mỗi lần người đời đối xử tệ bạc với sư phụ thì chỉ có cha mẹ và anh chị em xuống để dỗ về. Sư phụ có một đại gia đình ở trên kia, lúc nào cũng mong chờ xong nhiệm vụ rồi để về. Qua những cái giai thời xa xưa cổ mà thời đó chưa có giấy viết, rồi cho tới những cái thời vua của nước Tàu rồi sang qua nước Việt, đời Hùng Vương, cái đời gần đây bên nước Tàu, Càn Long cũng vậy, Tần Thủy Hoàng cũng là nó. Rồi những cái gì mà gọi là làm nên cho nhân loại có lợi ích mà quái hùng đều là sư phụ đóng vai đa số. Lập ra nước Chiêm Thành cũng là sư phụ, mà tiêu diệt nước Chiêm Thành cũng là sư phụ. Đó là minh mạng. Rồi hôm nay trở về để mà thâu lại tất cả 100 bộ lạc dòng giống Việt Nam. Thâu bằng cách nào? Nước Việt Nam bây giờ mấy trăm tỉnh, tỉnh ông nào ông nấy á, thì mạnh ai ăn hối lộ, mạnh ai chia ra phân nhỏ nhỏ để mà lộng quyền hối lộ, để mà giấy tờ rườm rà. Sau này sư phụ chỉ về lập đúng 13 tiểu bang, giống như nước Mỹ ngày xưa thành lập 13 tiểu bang. Rồi sau đó những tiểu bang kế tiếp, tiểu bang Miên, tiểu bang Lào, tiểu bang Thái Lan, tiểu bang Mã Lai, tiểu bang Nam Dương, vòng vòng hết, tất cả sẽ kết nạp vô nước Việt hết. Và hơn phân nửa nước Tàu luôn. Lời nói hôm nay sẽ vào lịch sử, chứng minh đi, sẽ có.